Hello, xin chào toàn thể anh chị em nhá. Hôm nay tiếp tục em lại lên video giới thiệu đến cho anh em cái mã dao ở nhà bếp mọi người nhé. Đấy thì em mới về thêm được cái lô dao chặt năm lạng này. Con này thì đảm bảo anh em chặt siêu sướng luôn, siêu sướng siêu ngon. Đấy, cái mẫu này thì nhiều anh em sử dụng trong làm quay vịt, các thứ là người ta nhà hàng các thứ thì người ta thích dùng con này lắm. Tại vì là nó chặt, nó bén, nó bay dao. Đấy, nó 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 nhẹ dao nhá mọi người nhá. Trọng lượng nó 5 lạng thôi. Mọi người chặt gà chặt vịt ạ. Thì uh, mẫu này nó gọi là số 1, số 1. Đó. Rồi ok. Anh em uh, cái mã này lên cho em là mã dao cán vàng nhá. Dao cán vàng như này. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Trên đánh vân nhám này, thương hiệu Sekima Goruku ở Made in Japan. Đấy bản của nó thì em sẽ đo luôn cho anh chị em để anh em tham khảo nhá. Sắc bén cực kỳ luôn. Dòng này thì mọi người liếc uh, cái dòng uh, test giấy ấy thì phát là đứt luôn. Đó, ok này. Rồi, em sẽ test luôn cho anh em để anh em nắm bắt được luôn nhá. Đây. Để chờ em chút xíu đây. Đấy. Dao chặt này mọi người này, dao chặt này. Đó, mọi người thấy không? Dao chặt này. Đó, ok nhá, rất là sắc bén luôn. Nói chung là con này các bác xài cực kỳ là đỉnh cao rồi 9 phần 3 nhá mọi người nhá 9 phần 3 bản của nó 9 phần 3 lưỡi dài của nó là 19,3 phân 19,3 phân Tổng chiều dài của nó là 32,5 Độ dày của nó đâu đó là khoảng tầm 3 ly 3 ly Rồi mẫu này Là mẫu dao cắn vàng Anh em báo là dao cắn vàng nhá Giá của nó 250k 250k trên một mẫu như này Còn ok nhá À, tiếp theo này là cái dòng mẫu chảo của ê, mẫu chảo mẫu chảo này thì nó là eo uh, mic nhá chảo eo mic chảo có lớp men cực kỳ là chất lượng luôn cho anh em đây phần đế đáy của nó đây smart cook này smart cook này anh em này dùng bếp từ bếp ga đều được nhá yeah. bếp từ bếp ga đều được cán của nó mọi người nhá Đấy, rồi Ok có mã ID của nó này mã uh, của nó đây rồi con này đường kính của nó này đường kính của nó là 28,5 nha mọi người nha vật lòng bên trong này Đọt lòng bên trong là 27, 27,7 phân mọi người nha 27,7 phân lọt lòng bên trong rồi con này thì uh, mã của nó là chảo eo mic một Giá của nó là 300k này 300k bao ship mọi người nha Bao ship cho anh em Đồng chảo này mọi người đun bếp từ bếp ga cực kỳ là ngon Đảm bảo anh em là trong 100% là hàng xịn sò luôn Đấy Chỉ cần những cái dòng siêu thị mới có Những dòng như này Chảo Elmix nhá Công ty Elmix thì anh em biết rồi Đó một cây chảo này 300k Tiếp tục lên cho anh em một cái mã kéo cai nhà bếp mọi người nhá Kéo cai nhà bếp Đây mọi người này Cắt cực kỳ là sắc bén luôn Dòng này thì nó có thể là mở ra được cái này để vệ sinh nhá mọi người nhá. Con này giá của nó 140.000đ thôi. Đấy, dòng thương hiệu Kai nhá, Kai Made in Japan. Giá của nó là 140k. Mọi người uh, báo em là kéo Kai nhá, kéo Kai. Giá 140 000 nghìn cho một mẫu kéo như này, ngon lắm mọi người nhá, ngon cực kỳ luôn. Rồi, bên đằng này thì uh, lên cho anh em một con chuyên thái này. Chuyên thái dòng dòng dao Đức mọi người nhá cán được làm bằng carbon đấy cán được làm bằng sợi carbon nhá mọi người đấy xịn sò cực kỳ luôn hàng Germany đấy, sắc bén cưng khủng luôn mọi người nha sắc bén cực kỳ luôn con này anh em thái thịt thái cá rất là ngon đấy chiều dài bản dao là 4 phân 8 mọi người này lưỡi dài là 21,5 mọi người nhá đấy tổng chiều dài đi con này mọi người làm salad rồi thái thịt rồi thái thịt bò là anh em làm phở bò tuyệt vời luôn 35 phân chiều dài nhá. Rồi anh em làm thịt cá các thứ là ngon lành luôn. Giá là con này là mã là đây, mã là S1 nhá. Dao S1 000 một con. Đấy, thương hiệu là của nó là uh, Stanlion made in Germany anh em nhá. Made in Germany có một cái cái logo ở đây này. Đấy, cán cán của nó làm xịn nắp Ok anh em này. Đấy, thì có một số ít uh, cái dòng mẫu dao, uh, kéo mọi người nhá. Đá mài anh em này đã mài thì hiện tại là em chỉ còn nguyên một cái dòng 5.000 10.000 thôi 5.000 10, 000 thôi 5 000 10 000 này độ thô của nó là 5.000 nhá tức là mặt thô mặt mịn của nó là 10.000 thương hiệu là Katashiwa thằng mấy in giờ anh em nhé đây em bóc em bóc một viên ra rồi đây bóc một viên ra này mọi người có phần cái lót cao su này mọi người về thả nước ngâm nước xong mà bắt đầu ăn mài nhá đấy Dòng này thì chuyên già mài cho những cái dòng đục rồi là những cái dòng dao nhật anh em nhé Độ mịn cao thì độ mịn của nó 10.000 vi uh, garit mọi người nhé Thì mà uh, mài nó không bị xước Đấy, mấy giờ em Giá 150.000 150.000 trên một uh, cái uh, đá mài như này 150k mọi người nhé 150k Rồi, anh em nào uh, không biết mài, đá mài thì có thể dùng cái uh, À, liếc mài Tamasaki đó, liếc mài Tamasaki này thì cách dùng nó đơn giản lắm mọi người nhá nó có ba rãnh mài thô mài bén và mài tinh mọi người chỉ cần rạch cho em này kéo vào lòng cho em năm phát này Đấy, trong này nó có cái đá mài này mọi người thấy không Đấy, mài thô này mài bén này mài tinh này cái dòng dẻo thì của nó chỉ có 50.000 thôi nhưng mà dòng hàng của Tamasaki hàng của Nhật như này thì nó giá của nó là 180.000 đấy không nhiều anh em cứ thắc mắc là sao người ta bán 50.000 mà mình bán 180.000 thì nó hơi kỳ Ok nhá, còn tiền nào nó vài lấy mọi người ạ. Con uh, mài mài ba khe, con này mã là mài ba khe, Tamasaki hàng của Nhật. Giá 180k nhá mọi người. 180k. Còn đây thì là một số những cái mẫu dao. Dao chuyên lọc. Đấy, dao này dao của Pháp này mọi người này. Đấy, Wifa nhá mọi người nhá. Wifa này. Đấy, cán của nó thì được làm cán gỗ hàng liền thân như này. Dài đâu đó là khoảng một gang tay của em nhá. Bản của nó đây để đo để anh em xem là có lọc được thịt bò thì mọi người sử dụng con này lọc bò lọc cá đấy con này có phân uh, phân ba cho mọi người nhá một phân ba bản của nó một phân ba đấy rồi anh em có thể dùng con này để lọc các thứ là rất là nhẹ nhàng rồi. ok nhá giá có 140.000 thôi 140.000 một con này đó hàng đẹp long lanh hàng đẹp tuyệt vời luôn anh em này nhìn này đẹp long lanh rồi ok nhá anh em mà thích cái con huy linh này thì có duy nhất một con này đấy, lưỡi của nó này. Đấy, con này thì uh, các bác lọc cũng rất là đẹp rất là xịn sò hàng liền thân cán uh, bằng thép trắng uh, liền thân hết luôn đấy, thép trắng nhá rồi giá 140.000 hết mọi người ạ rồi qua bên này thì uh, nó là cái dòng xịt nhớt đấy giá 50.000 đồng cho anh em tra dầu nhớt và uh, máy móc xe cộ nhá máy móc xe cộ đấy, à, cái đầu này thì mình có thể uốn éo được này mọi người để em xoáy rô đấy nhá đấy, uốn éo rô vào được thí dụ như anh em cần phải lách vào một cái đó một cái xích cái, các kiểu thì mình bơm vào đây rồi giá 50k con này là thương hiệu Kabushi Japan à ok 50k rồi tiếp theo này đèn pin cảnh sát Nhật anh em nhá đấy, được làm bằng nhôm hộp kim nhôm một đầu là nam châm một đầu là cắt dây và một đầu là phá kính mọi người nhé đầu đèn của nó đây rồi ở đây thì nó sẽ có dài đèn trắng và đó, anh em nhá Bằng dưới này, thì nó sẽ có một cái la bàn Đấy, la bàn Ở đây thì mọi người có thể sạc qua thiết bị khác Hoặc là một đầu này là đầu sạch Và điện pin này, có bóng báo nguồn luôn Bóng báo nguồn luôn Đấy, kim nhôm nhá mọi người Sáng cực kỳ luôn, đây, chức năng của nó này Đấy, sáng lắm nhá mọi người Giảm ánh sáng này, rồi tắt Mọi người muốn dừ về bên đằng này Thì mọi người sử dụng đây cho em Đó, đây rồi ấn lì cho em là chuyển sang chế độ nháy đỏ nhá cảnh báo iOS đó, giữ lì là chuyển về trước này Đấy, siêu sáng luôn nhá hiện tại bây giờ là đang là giờ trưa nên là rất là sáng nhá Đấy, còn chưa nói đến cái thời điểm tối đó, ok giá tiền của nó là 200 230.000 thôi anh em nhé 230k Đấy, 250 thì hôm nay thanh lý là 230 thôi Ok anh em này Ăn mọi người nha Đấy, à, Mỏ lết mọi người nha Mỏ lết đây Mỏ lết này thì à, giá tiền của nó là 170.000 đồng Nó đến từ thương hiệu là Kabushi Japan Đấy, Dây dẫn cực kỳ Có phần lót như này Đấy, Dòng này dòng 12 inch nhá Dòng 12 inch và 300mm 300mm như này Đấy, Chưa có xài À, và đây là chất thép CRV nó được làm từ chất thép CRV nhé thì nó chắc chắn lắm mọi người ạ à. nó chất thép đó thì nó rất là nổi tiếng rồi và nó cực kỳ là chắc đấy 170 000 anh em có ngay một cây cà lê để vặn đa năng sửa xe đạp các kiểu và dùng trong công việc của các bác nhé 170 000 qua bên này thì có cái dòng có cái này này cái này nó là cái bộ chuyển đổi máy khoan giá là 320.000 đồng Đấy, thì nó sẽ tặng kèm cho anh em đi theo đây. Đấy, là một cái tô vít này là một này một cái đầu máy khoan này Đấy, chuyển đổi mọi người lắp cái đầu máy khoan vào đây cho em đó rồi à, nó sẽ đi kèm thêm cho anh em là một lưỡi cưa này Đấy, một lưỡi cưa sắt và một lưỡi cưa gỗ anh em nhé một lưỡi cưa sắt và một lưỡi cưa gỗ cho em, mọi người rồi Đấy, mọi người gắp gắn rô máy vào đây là ok thôi Đấy bắn vô máy vào đây chúng ta bắn cầm chúng ta bắn thì cái lưỡi cưa các bác lắp vào đây cho em này Đấy, đây em đưa đầu ngược rồi Đấy, thì là mình sẽ cưa thôi cưa cực kỳ là ngon con này giá của nó là 320.000 đồng Đấy, 320.000 đồng còn anh em mua cái dòng rẻ tiền ấy, thì nó cũng có thôi nhưng mà ở đây em không bán dòng rẻ tiền anh em nhé không bán được dòng rẻ tiền đây này mọi người này nhìn nó dày dẫn cực kỳ chứ không phải dòng cái ủ, ủ như kia đâu Đấy, trong này có một cái hệ thống trục nữa này đấy trong này có hệ thống trục của nó này vòng bi này đấy có mấy cái thôi mọi người nhá 320.000 đồng bao ship cho anh nha cả bộ như này cả bộ như này còn đây là cái kìm tuốt dây điện anh em nhá kìm tuốt dây điện con này thì tách điện đa năng tách dây nào cũng được và mọi người có thể điều chỉnh được cái độ bám ở đây ở cái ốc này, này nhá ốc này đầu này đầu cắt dây đầu bấm cốt đấy. hàng rất là xịn sò đây anh em nhìn này Đấy, dày dẫn cực kỳ nhá Dày dẫn cực kỳ chứ không phải là dạng màu như màu vàng cái con kia đâu Đấy, bấm cốt này, tách điện này Tắt ngon lành luôn anh em nhá Con này giá có 100, 170 ngàn thôi anh em nhá Đây em viết luôn rồi đây Đấy, 170k 170k cho một cái mẫu uh, kìm tách dây điện đa năng Đấy, vừa bấm cốt vừa cắt dây Tiếp theo về thêm được... Uh, một số những cái mẫu bình ấm siêu tốc mọi người nhé ấm siêu tốc con này thì uh, của nó là mặt kính đấy mặt kính và nó sẽ bo được những cái lớp uh, ni đó một lít tám nhá mọi người nhá một lít tám hàng uh, digital in germany anh em nhá digital in germany hàng germany thì anh em biết rồi cực kỳ là chất lượng đó ok đây germany digital in, in germany này Đấy, phần này thì nó sẽ có một cái lõi lọc ở đây Lõi lọc to Đó, thì để anh em có thể là Pha trà các thứ Rồi mình lọc ở đây Phần trên đầu này, nó cũng có một phần lưới lọc nữa Đấy, để cho anh em lọc Rồi, ở đây thì nó sẽ Tích hợp thêm một cái giải đèn màu xanh Khi mà các bác đun nước lên ấy Nó mà lên màu xanh và mình nhìn thấy được cái Cái, cái, cái nước nó đang sồi Rất là đẹp Đó, đây Rồi, ok, dung tích là 1 lít 8 nhá có đế điếc đàng hoàng cho anh em đấy có bốn cây thôi có bốn chiếc thôi giá tiền là giá tiền là 450.000 đồng bao ship nhá 450k bao ship này đấy dung tích 1 8 đây là ấm chiều tốc cho anh em nhá ấm chiều tốc tiếp theo này à, lên cho anh em con uh, bơm 2 ti nhá bơm 2 ti của Stanley này con này dày dẫn cực kỳ luôn và anh em có thể bơm trong nhà một các bác cũng nên có một cái bơm nhá để phòng trừ lúc mà hết hơi. Đấy con này là bơm uh, xe đạp này, mọi người có xe đạp Nhật hoặc xe đạp thông thường cũng được, còn ở đây là bơm xe ô tô 4 bánh rồi là bơm xe, xe 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 máy các kiểu đều đủ. Đấy, thì cái này là nó bơm tối đa cho anh em là 10 cân hơi, 10 cân hơi. Đấy có phần khóa này, lẫy của nó này. Đấy, rất chắc chắn và dày dặn như này. Con này thương hiệu Stanley Japan anh em nhé Stanley Japan. Đấy đây, mọi người này. Đấy, nó sử dụng 2 ti nó sử dụng 2 ti giá của nó là 250.000 anh em nhé 250k Đó, 250k trên một chiếc thì anh em là cần thì có thể liên hệ nhé Đây là khóa phần khóa này 250.000 Ok à, Ngoài ra em còn hai cái này hai cái này là nó là cái cái đựng cái đựng bàn trả đánh răng cũng như là đặt kem ở đây Đấy, đây này bọn em sẽ lấy cho con này em thanh lý nốt cho anh em nhé còn có hai chiếc thôi bác nào dùng được thì mình sẽ liên hệ cái này sẽ cắm mà cắm cắm vào để sạc cho cái 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 đèn ti khử tiêu về đây trong này có một cái quả pin 18650 này Đấy, bật nó lên bật nó lên Đấy, giờ nó đang hết pin rồi để em bóc cho anh em một cái mới mới này thì mọi người đây này Mọi người đặt cái bàn chải vào đây nhá. Nó có đèn xanh này, khử uh, T.O.V này cho bàn chải nó khô ráo sạch sẽ rồi là các thứ ở đây này, kem này, kem tiêu răng mọi người đưa cho em cái bàn chải vào đây. Cái này thì uh, em uh, thanh lý xả lỗ cho anh em nhá. Đấy, mọi người cắm điện vào đây thì nó sẽ lên cái tia màu xanh. Đấy, rồi nó tích điện vào đây là uh, một lúc là mọi người không cần phải cắm điện nữa. Rồi ấn thôi. Đó, đây mọi người nhá. Con này uh, thanh lý cho anh em uh, video xả x10 80 ngàn rồi hôm nay thanh lý cho anh em còn 50.000 nhá còn hai chiếc cuối cùng Đấy, 50k 50k cho một cái đựng bàn trái đi đựng bàn trái nhá Đấy, 50k bên này thì uh, lên cho anh em một con máy sấy này đó anh em mua tặng bà xã một con máy sấy anh em nhé một tay máy sấy tóc con này thì uh, hàng siêu xịn luôn siêu ngon luôn Đấy, ngay từ những chất nhựa mọi người nha mọi người đừng mua cái loại mà có 90.000 đến 100.000 hơn trăm 100 nghìn mọi người đừng mua nó nói thật công suất thứ nhất là công suất nó vừa yếu thứ hai là nó rất là khởm luôn mọi người chỉ dùng được một thời gian là là hỏng thôi con này thương hiệu đàng hoàng luôn đấy anh em nhá không phải là Panasonic với để Bana ấy đâu mọi người nhá Toshiba các kiểu đâu đó hàng công suất là 220W này đấy, công suất quan trọng công suất này tần suất 50 hạt và dùng điện 220 đó, ok này phần đầu nó này phần đầu thổi này cái đầu thổi này mọi người có thể tạo được cái dáng tóc nhá Đấy, nếp tóc này còn cái đầu này đầu chóa này mọi người có thể là sấy cả chùm đầu để cho nó khô hẳn bên trong cái da đầu của mình ấy. nó không có bị nấm mốc Đấy. con này thì khỏe cực kỳ mọi người nhá có cấp độ này Đấy, làm gió lạnh này Đấy, là thông thường này cấp độ 1 của nóng này cấp độ 2 của nóng này kể cả các bác đang dùng cấp độ 2 các bác ấn em cái nút này Đấy là nó chuyển sang cấp độ 2 của gió mát đó, oh, rất là hay Anh em không xài nữa Cất gọn gấp vô Đó Rồi, ok anh em nhá Con này giá của nó thì 330 nghìn Mọi người ạ à. 330k 330k trên một chiếc Đó, còn tiền nào mà lấy tất nha mọi người nha Anh em yên tâm Mọi người đừng mua của rẻ mà mọi người chỉ dùng được một vài lần đâu Mọi người cứ bỏ cho em một kia Mua cho em một lần cái này Là mọi người xài quá là ok Rất là nhiều năm để mình sử dụng Ok nha bác các bác nhá. Máy sấy tóc lên thanh lý cho anh em một cái mã đó là cái mã máy massage chân. Đấy, nó sẽ là dung điện từ anh em nhé dùng sóng dung điện từ nó sẽ thông mạch được cho anh em đấy thông mạch được cho anh em đây mọi người nhá thì nó có một cái thảm như này thảm này thảm mát xa chân nó sẽ là dùng điện đấy nó sẽ làm t uh, tê nhẹ tê nhẹ để thông huyết nha thông huyết đấy thì uh, nó sẽ tích điện tích pin ở trong cái củ này tích pin trong cái củ này đây các bác về cắm cái, cho em cái này vào đây đấy, nó có cái núm này đấy, núm này mọi người cắm rồ đây đấy và mọi người bật nguồn lên thôi đấy mọi người bật nguồn lên nào nó lên thôi đấy đây này nó sáng này là hết pin thì mọi người lại cắm rô sạc rô đấy nó sờ nó tê 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 cho chân về sờ nó tê tê và nó có các cấp độ để các bác điều chỉnh đấy, các cấp độ để các bác điều chỉnh từ nó giật nhanh hay là nó giật uh, chậm nó nhiều các, các bài nó, nói chung là nó nhiều bài để cho anh em sử dụng nhá đó thì uh, một cái mẫu như này thanh lý nốt cho anh em là 90.000 đồng trên một chiếc nhá mọi người nhá 90k Đấy, à, hôm nay thanh lý nốt cho anh em thì giảm 10.000 nữa này 80k này Đấy, à, 90 90k xuống uh, còn 80.000 nhá mọi người nhá 80k, rất là rẻ thôi. Còn mua ít đấy. Rồi, qua bên này, lên cho anh em một con đèn uh, siêu sáng A76 nhá. Con này thì siêu sáng luôn. Đó, mọi người uh, có cái núm này nó núm uh, uh, chống nước này, tắt bật này và uh, rắc sạc nhá, sạc sử dụng sạc tai si nhá, hệ đời mới luôn. Đấy, con này thì siêu sáng rồi. Và nó có thể zoom ra zoom ra zoom vô nhá, zoom out zoom uh, ấy nhá đấy siêu sáng không anh em thấy siêu sáng không? nó có thể zoom lại được như này đấy, và nó sẽ phóng to được như này đó ban ngày nhá mà sáng cỡ đó anh em nhá cực kỳ là ngon luôn đây để em sẽ cho anh em coi này đấy đây này đấy, em zoom to này đấy, zoom rất là to luôn nhá rồi con này rất là nhiều chế độ ở đây nữa mọi người giữ lì cho em này chuyển chế độ khác này đấy chuyển chế độ khác này đó nháy này nháy đúng kiểu cảnh sát chưa đúng kiểu cảnh sát nha mọi người nha con này có 180.000 thôi đúng không Được. con này là 180k mọi người nha 180k a76 a76 180.000 anh em nhé 180k đây là cái đèn năng lượng mặt trời anh em nhé đèn năng lượng mặt trời thì nó sẽ có tấm viên pin tương đối là to tích điện cho anh em cực kỳ là sáng đợt này mùa hè rồi đủ ánh sáng cho anh em để anh em sử dụng rồi đấy mọi người có thể lắp đặt ở sân rồi là vườn tược rồi các bác có thể cho vào trang trại đấy mua một quả bóng như này nó tiết kiệm được điện cho anh em rất là nhiều lần đấy các bác chỉ cần bỏ một tháng tiền điện nữa thôi mọi người có thể là sử dụng rất là lâu dài đấy bản thân nhà em cũng đang xài hai quả như này cơ trước cửa luôn cho nó sáng mặt trước đằng sau đấy ở đây có cái cảm biến này cảm biến vật thể chuyển động khi mà người chuyển động qua thì nó sẽ sáng đủ một trăm công suất và khi không có người thì nó sẽ sáng khoảng tầm năm sáu mươi phần trăm đấy nên là nó tiết kiệm cái, 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 điện của cái, cái viên pin này cho các bác rất là lớn đấy để hoạt động một đêm là thừa thãi luôn đấy, một đêm là thừa thãi đấy còn những cái ngày mà trời mưa âm u đấy là là nó sẽ không có sáng nha tại vì nó không có đủ năng lượng đấy chia sẻ với mọi người như vậy đây là cái khuyết điểm của nó Đấy, còn nắng đấy gọi là điện năng lượng mặt trời nắng lên thì các bác cứ là xài vô tư đấy, ở đây ống này thì các bác có thể là sử dụng cho em là ống 48 trở lên 60 cũng được đó ống này các bác uốn cong và mình sẽ đặt ở, ở trước cổng nhá con này này thì nó sẽ có tự động là nó sẽ tự động là tắt bật đấy tắt bật không các bác không cần vì gì cả tức là tối đến thì nó sẽ sáng và ban ngày đến thì nó sẽ tự tắt này đấy các bác nhìn này tự tắt nhá đó các bác thấy không khi mà ánh nắng nó hấp thụ ở đây là nó sẽ biết là à sáng rồi không cần phải bật nữa thì nó sẽ tắt ở đây đó, chia sẻ vui vui vậy cho anh em nhá con này thì sẽ sáu khoang led mỗi mắt led của nó mỗi khoang của nó là ba sáu hai bốn sáu bảy hai bốn năm ba hạt led một khoang anh em nhá siêu sáng luôn anh em nhìn này siêu sáng luôn nhá sáng uh, sáng xanh luôn đấy đây này mọi người nhìn không đấy siêu sáng luôn nhá sáng xanh ấy rồi ok anh em đấy tắt giá là 650.000 đồng bao ship 650 bao ship cho anh em nhá đây đây này. rất là to tát như này đấy mọi người uốn cong ở đây là mọi người sử dụng rất là ngon nhá Uh, OK. Tiếp theo thì uh, em uh, về được một con uh, máy uh, rửa bát nhé, cho anh chị em nào uh, sử dụng con này thì cực kỳ là hiếm có, đấy rất là hiếm khi mà gặp được con này. Thương hiệu Panasonic này, đấy thương hiệu Panasonic và con này đời 2018 anh em nhá, đời 2018 lận. đấy xài điện là xài điện 100, tần suất 50 trên 60 20 đấy OK anh em nhá. Rồi bên này sản xuất đời 2018 này hàng mới như nguyên em nhìn này Đấy, đời 2018 này mới như nguyên luôn mọi người nhìn này không có cong vênh méo móp không có dập giết đâu mọi người nha đây Đấy, mở ra này mở ra này đó rồi cái phần này các bác có thể kéo ra được như này để mình đặt bát này Đấy, rồi khay đựng đũa này. các kiểu này này Đấy, mọi người có thể kéo ra mọi người đặt bát đũa đây xong mình đưa vào ở đây là những cái thanh vẩy này thanh vẩy này đấy, nó vẩy lên ở dưới này có hai cái thanh vẩy nữa Mọi người nhá có hai cái thanh vẩy này nó sẽ vẩy bằng rửa bát cho anh em xong nó đun nước nóng lên nó rửa đó cực kỳ là ngon nói chung là mỗi lần rửa thì mất khoảng tầm năm nghìn năm nghìn tiền điện đấy con này thì có một con duy nhất đẹp long lanh như này độc nhất vô nhị giá của nó là 8 triệu năm trăm nghìn đồng anh em nhá tám triệu năm trăm nghìn đồng anh em chuyển khoản bao ship hàng Eco Nava này, đấy, Eco Navi, đấy, công nghệ đấy, sử dụng công nghệ Eco Navi. Thì anh em nào quan tâm đến cái mẫu này thì uh, báo em nhé, đẹp xuất sắc luôn. Tiếp theo thì em có thêm cái uh, vẫn còn cái dòng Tovit V10 anh em nhé, tô vít V10 giá thì nó cực kỳ rẻ đâu, chỉ có 180.000 thôi, đó là cái dòng giá em đã sale. Trước đó là 220 000 nha mọi người nha, 220 000 trên một con. Và đây này, một con này có một cái ấy này thôi. À, ok anh em nha. Xoáy đảo chiều này, ngược lại nhá. Đấy, mở bụng ra thì nó sẽ có rất là nhiều các tô vít 10 chi tiết ở đây cơ. 10 chi tiết ở đây. Để anh em xoáy dòng dòng này nó là thương hiệu của FO của Nhật nên là mọi người xoáy cho em cực kỳ là ngon. Đấy nó, nút giữa như này thì thành một cái tô vít thông thường để cho anh em xoáy. Bên đằng này thì các bác có thể gập xuống để thay công rồi ok nhá tô vít V10 này Đấy, Hàng FO Japan nhá Hàng nhập của, của FO Rồi giá của nó là 180.000 Là cái giá xả rồi nhá Mọi người nhá Giờ thời điểm này các bác mua hàng rất là tốt rồi Giá cực kỳ là êm ái thôi anh em nào hay làm điện thì có thể sử dụng một cái bộ tô vít như này cũng được Bộ tô vít này là bộ tô vít đỏ vàng nhá Bộ tô vít đỏ vàng Giá của nó có 100 160.000 thôi anh em nhá 160.000 Đấy gồm có 5 7 cây, 2 4 6 7 cây nhá. 7 cây thì hai đầu dẹt này, à một đầu dẹt lớn này, một đầu ba ke lớn này. Đấy, rồi là đầu chung, rồi đầu nhỏ. Đấy thì có thêm cả một cái tô vít điện như này nữa. Đấy. Nó nó sẽ bao cho anh em là nó sẽ bao bọc cho anh em mà cả cái phần nhựa dưới này này và nó chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, hàng Kabushi anh em nhá, hàng Kabushi như này. Còn đầu ba ke này, này mọi người xoáy cách điện rất là tốt. Giá của nó có 160.000 thôi anh em nhé Xoáy được rất là nhiều các loại ốc Một ví như này 160k Rồi tiếp theo này Lên cho anh em bộ kìm ba món này Thanh lý giá chỉ có 450.000 ba con như này thôi Và được bao ship này Đấy Hàng chất lượng cực kỳ luôn Đấy các bác nhá Hàng chất lượng luôn Con này con chuyên cắt này Con này nếu bình thường các bác mua là giá là 200.000 này Đấy Con này cũng là 200.000 này Và con này là 170.000 này Đấy, và các bác mua cả ba bộ ba như này ba chiếc này hỗ trợ giá siêu tốt luôn chỉ có 450.000 trăm năm mươi thôi bốn trăm đấy ok anh em nhá 450 k cặp bộ tìm ba món tiếp theo là bút thông mạch này bút thông mạch của fo nhá con này anh em có thể dò điện được đấy có một cái dòng điện đi qua các bác cắm điện vào các bác thử dò xem là dò ở đây xem nó có bị đứt không nếu chỗ đoàn là đứt thì nó sẽ không lên điện nữa nhá đấy, chỗ này đứt này đấy, chỗ này đang có điện này chỗ này đứt thì nó sẽ không lên điện và chỗ này đứt rồi thì chắc chắn là nó không còn điện nữa mọi người nhá đó thì cái này à, vừa thông mạch này đấy vừa thông mạch được hai đầu vừa dò điện này rồi có thể là đo điện thông thường đấy điện dương thì nó sẽ sáng cả màu đỏ như này và màu đỏ và màu xanh còn điện âm thì nó chỉ riêng màu xanh này thôi con này giá của nó có 100 k đâu nhá 100 k tiếp theo này con cà lê bốn đầu này bốn đầu cà lê bốn đầu của nhật anh em nhá giá 180.000 đồng của Yamashiro Shiro Shiroko Đấy, một đầu này thì anh em có thể xoáy được tương đối là nhiều các loại đầu ốc từ đầu 14 đấy, ốc 14 ốc 17 ốc 19 và ốc 21 bên này thì nó sẽ có đầu xoáy từ ốc 8 ốc 10 ốc 12 và ốc 13 mọi người nhé hàng của Nhật giá có 170.000 thôi mọi người nhé 170 hay 180 thì 170 đi 170k nhé mọi người nhé k Tiếp theo thì ở đây có thêm cái tô vít uh... Bộ tô vít đóng 12 chi tiết anh em nhé Bộ tô vít đóng Đấy Bộ này thì anh em làm thợ thì dùng nhiều Dùng nhiều Còn anh em mà không làm thợ thì chắc chắn là không dùng cái bộ này rồi Con này thì cầm cái đầm này rất là đầm tay nhá Rất là đầm tay như này Đấy để đóng ra mọi người Đấy mọi người lắp vào đây đấy một người đảo chiều thì ấn cho em một lớp này à, chiều uh, chiều l và r mọi người nhá đây mọi người ấn này xoáy này. đấy xoáy là đảo chiều nhá đây là đầu ốc uh, đóng này đầu đóng ốc gãy này đấy có cái phần giấy ăn nhá đây, thêm một cái con nữa là con uh, s 2 nữa này s 2 nữa này các bác chỉ có về việc xài và đóng thôi đóng là tự động ốc nó ra đấy, hàng kabushi nữa Kabushi hàng chính ngạch hàng thương hiệu đàng hoàng cho mọi người đây cho em, em cho anh em xem đây. cái cái uh, nó làm này cái ốc gì ốc trước nó đóng ra này nó đóng ra là ốc nó đang ra này à, gì xét cỡ nào nó cũng chiến được hết đây là dòng uh, tôi viết đóng 12 chi tiết rồi kéo bộ như này đầy đủ cho anh em uh, từ đầu uh, pake uh, uh, pH1 cho đến pH3 mọi người nhé pH1 cho pH3 rồi bên đằng này thì có thêm những cái đầu ngắn nữa. Đấy, bị BH3 này. Đó, mọi không? Đầu dẹt đây. Đấy, đầu dẹt đây. S2 này. Đấy, rồi. Ok, một bộ này thì đang thanh lý giá chỉ có 300 000 nghìn một bộ thôi. 300k. Đấy và hỗ trợ anh em phí ship nhá. Hỗ trợ là phí ship luôn. Ít chuột. Đấy, xịt chuột uh, cái này là dòng xịt chuột của Nhật mọi người nhá Dung tích 350 Con này thì dành cho anh em không cần bẫy mà chúng ta sẽ sử dụng dung dịch để xịt Đấy. Ví dụ như là những cái phần ổ điện mà chuột nó hay cắn nhá Hoặc là những cái máy móc, những cái bộ phận của ô tô mà mọi người đi công tác, mọi người để lâu á Mọi người xịt cho em này vào. Đó Thì chuột nó sẽ đảm bảo anh em là nó sẽ tránh xa luôn Nó tránh xa luôn Đấy, mọi người nhìn này Không bao giờ nó vào cắn dây điện của anh em nữa Đấy, giá 150 000 đồng 150 000 đồng Em còn một đống cái lô máy xay sinh tố của Nhật nữa Thì để video sau em chia sẻ cho anh em nhé Chia, sẻ riêng một cái dòng video cho cái dòng máy xay sinh tố của Nhật Đó, thì hôm nay chia sẻ anh em một vài mã Thì anh em nào quan tâm đến cái mẫu nào thì cứ liên hệ với shop nhé Đấy, còn cả Zulo Zulo thì chưa kịp mà chắc là cái này không vệ sinh đâu thì bán giá rẻ cho anh em thôi Đấy, còn vệ sinh và mất công rất là nhiều nên là um, giá của nó sẽ khác Đấy, anh em uh, mất uh, tí thời gian mọi người tự vệ sinh thì nó đỡ mọi người nhá anh em nào giúp em uh, xin một nút like nhá giúp em xin một nút like cảm ơn toàn thể anh chị em